Ủa, sứa đụng vào là ngứa lắm mà, sao có thể ăn được vậy? Đúng rồi nè, nhưng mà bây giờ người ta đã chế biến ra nhiều món ngon từ sứa lắm á. Hầu như bây giờ siêu thị nào cũng có bán sứa đóng gói hết, được sơ chế rồi. Nên khi mua về thì mình chỉ cần ngâm với tí xíu nước muối loãng, xả sạch nhiều lần với nước, rồi vắt cho thật ráo là có thể ăn ngay. Trộn gỏi với xoài sống, cà rốt, dưa leo và thêm ngò gai, rau răm, rau quế đồ nè là ngon lắm luôn á. Nhưng mà ai mới ăn lần đầu, có sợ bị dị ứng thì nên ăn thử một ít trước nha. Nói vậy thôi chứ không có sao đâu. Trộn gỏi thì mình phải bào sợi rau củ ra, sẵn có cái máy chà bằng cơm nè, mình test thử coi sao. Mình thấy cũng bào được ổn áp lắm nha. Có điều quay tay nên hơi mỏi một xíu. Xoài bị trơn quá nên nó dễ bị cuốn vào rãnh, khó bào hết được. Cà rốt thì bào ngon ơ và dễ ợt luôn, sợi nào cũng mỏng và đều. Thử mấy cái lưỡi khác thì cũng được quá nè. Bào khoai tây mỏng được như vậy là cũng hay lắm đúng không? Bào bằng tay chứ không mỏng được như vậy đâu, mà nhiều khi còn dễ bị đứt tay nữa. Có khóa ở đá giúp cố định mái nè, mà mình thấy sẽ hết chặt hơn khi đặt trên gạch hoặc kính nha. Mặt gỗ hơi sần thì cũng hết nhưng mà không được chặt lắm. Bào xong thì mình sẽ vắt cho ráo nước rồi cho tất cả vào trộn thôi. Mình cho thêm xíu hành phi nữa nè, trộn xong rồi hả thêm đậu phộng cho giòn nha. Thêm hành phi với ớt nữa, thiệt tình là ngon lắm. Dứa dai giòn sực sực, gỏi thì chua chua ngọt ngọt, thêm xíu cay cay, có nhiều rau mùi nên thơm nữa. Ai mà ăn được là mê lắm luôn á.